Hiện tại là 3 giờ chiều ngày 24 tháng 3 năm 2019 thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ sản phẩm phòng ngủ gồm có giường, tủ áo và bàn phấn. Sản phẩm này là chúng tôi hoàn thiện cho khách hàng tại thành phố Việt Trì. Chúng tôi đã hoàn thiện xong và chuẩn bị bốc xếp lên xe vận chuyển đến nhà khách hàng. Tôi có quay lại một video và giới thiệu đến quý vị khách hàng đang có nhu cầu mà mua sắm đồ nội thất phòng ngủ. Đây một bộ giường chữ X, giường 1m8, 2m và bàn trang điểm, tủ áo 3 buồng. Chất liệu gỗ xe gừng này. Hiện tại là trời nó hơi tối, ánh sáng nó ngược nên là hình ảnh nó bị tối màu. Tôi đang quay ngược sáng đây này. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với cơ sở sản xuất đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại trên màn hình 0987 510 86, hoặc là truy cập website đồ gỗ tùng8.com. Nếu mọi người xem video thì hãy bấm đăng ký kênh để có thể theo dõi được những sản phẩm chúng tôi.